Còn ngày hôm nay, cô Hà sẽ mang đến cho chúng mình rất nhiều điều bổ ích đấy. Trước khi vào bài học, chúng mình sẽ lắng nghe bài hát Gia đình nhà bạn gấu con nhé. Chúng mình được lắng nghe bài hát Gia đình nhà bạn gấu con rất là đáng yêu phải không nào? Ở bài học mới ngày hôm nay, cô sẽ dạy cho chúng mình tách một nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành hai phần theo nhiều cách khác nhau. Trước khi vào bài học, chúng mình sẽ cùng ôn lại nhóm đối tượng có số lượng là 7 nhé. Để ôn số lượng là 7, các con hãy đến với câu hỏi số 1. Bé hãy đếm xem có bao nhiêu bông hoa sen. 1. 7 bông hoa sen. 2. 6 bông hoa sen. 3. 5 bông hoa sen. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian rồi, bây giờ các con cùng kiểm tra kết quả bằng cách đếm số bông hoa sen cùng với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả là 7 bông hoa sen. Đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án số 1. Có 7 bông hoa sen. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn đã có đáp án chính xác. Xin mời các bé đến với câu hỏi tiếp theo. Bé hãy tìm nhóm hoa có số lượng là 7. Đáp án 1, hoa đồng tiền. Đáp án 2, hoa ly. Đáp án 3, hoa hướng dương. Thời gian suy nghĩ cho các con bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi, các con đã có câu trả lời của mình chưa? Bây giờ cô và các con cùng đếm số lượng từng nhóm hoa nhé. Đầu tiên là hoa đồng tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả là 6 bông hoa đồng tiền. Như vậy là không đúng theo yêu cầu của câu hỏi rồi. Đáp án này không chính xác. Tiếp theo chúng mình cùng đếm số lượng hoa hướng dương nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 bông hoa hướng dương. Đáp án này cũng không chính xác. Và cô mời các con kiểm tra số lượng hoa ly nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả là 7 bông hoa ly. Như vậy, đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án số 2. Nhóm hoa có số lượng là 7 là nhóm hoa ly. Xin chúc mừng các bạn có câu trả lời chính xác. Xin mời các con đến với câu hỏi số 3. Có 5 bông hoa, thêm mấy bông hoa để có được 7 bông hoa nào? Đáp án số 1, thêm 3 bông hoa. Đáp án số 2, thêm 1 bông hoa. Đáp án số 3, thêm 2 bông hoa. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi, các con đã có câu trả lời của mình chưa? Là đáp án số 3, thêm 2 bông hoa. Cô và các con cùng đếm lại số hoa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Như vậy, đáp án số 3 thêm 2 bông hoa là đáp án chính xác. Cô xin chúc mừng tất cả các con. Vừa rồi, các con vừa được cùng nhau ôn lại nhóm số lượng là 7. Ở bài học mới ngày hôm nay, chúng mình sẽ tách nhóm số lượng là 7 thành 2 phần theo nhiều cách khác nhau. Các con cùng chú ý quan sát lên màn hình của cô nhé. Cách tách số 1. Cô sẽ xếp một quả táo vào chiếc đĩa bên tay trái. Phần còn lại, cô xếp vào chiếc đĩa bên tay phải. Các con cùng đếm số lượng táo của hai đĩa nhé. Đĩa số 1 bên tay trái có một quả táo tương ứng với số 1. Các con cùng đếm số táo bên tay phải nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quả táo, các con đặt thể số mấy nào? À đúng rồi, đặt thể số 6. Ở cách tách đầu tiên, có 7 quả táo. Cô tách ra làm 2 phần, một phần là 1 và một phần là 6. Hoặc có thể gọi là một phần là 6 và một phần là 1 đấy. Và bây giờ, cô sẽ gộp 2 phần táo lại với nhau. Các con cùng đếm số táo sau khi gộp nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là sau khi gộp 2 phần lại với nhau, chúng ta lại có 7 quả táo như lúc ban đầu đấy. Cách tách số 2. Cô xếp 2 quả táo vào đĩa bên tay trái. Số táo còn lại, cô xếp vào đĩa bên tay phải. Bây giờ các con cùng đếm số táo bên tay trái nhé. 1, 2, có 2 quả táo, cô đặt thể số 2. Tiếp theo, các con cùng đếm số táo bên tay phải nào. 1, 2, 3, 4, 5, có tất cả 5 quả táo, cô đặt thể số 5. Ở cách chia này, cô có 7 quả táo, cô chia ra làm 2 phần. Một phần là 2 và một phần là 5, hay còn gọi là một phần là 5 và một phần là 2. Và bây giờ, cô sẽ gộp 2 phần táo lại với nhau. Các con cùng đếm số táo sau khi gộp nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là sau khi gộp 2 phần lại với nhau, chúng ta lại có 7 quả táo như lúc ban đầu đấy. Cách số 3. Cô xếp 3 quả táo sang đĩa bên tay trái. Phần còn lại, cô xếp vào đĩa bên tay phải. Các con cùng đếm số lượng 2 đĩa nhé. Đầu tiên, chúng mình cùng đếm số lượng táo bên tay trái nào. 1, 2, 3. Có tất cả 3 quả táo, cô đặt thể số 3. Các con cùng đếm số lượng táo bên tay phải nào. 1, 2, 3, 4. Có tất cả 4 quả táo, cô đặt thể số 4. Ở cách tách số 3 này, cô có 7 quả táo, cô tách ra làm 2 phần. Một phần là 3, một phần là 4, hay gọi là một phần là 4 và một phần là 3. Như vậy, có mấy cách tách nhóm số lượng là 7 thành 2 phần? Các con ạ, nhóm số lượng là 7 có 3 cách tách. Cách tách thứ nhất là 1 và 6, hay còn gọi là 6 và 1. Cách tách thứ hai, 2 và 5, hay còn gọi là 5 và 2. Cách tách thứ ba, 3 và 4, hay còn gọi là 4 và 3 đấy. Xin mời các bé đến với trò chơi Bé Thông Thái. Cách chơi như sau. Trên màn hình xuất hiện các câu hỏi với các đáp án 1, 2, 3. Nhiệm vụ của các con là lựa chọn đáp án chính xác nhất. Xin mời các con đến với câu hỏi số 1. Có 7 quả dâu tây tách thành 2 nhóm. Một nhóm có 1 quả, nhóm còn lại là mấy quả? Đáp án số 1, 3 quả. Đáp án số 2, 2 quả. Đáp án số 3, 6 quả. Thời gian cho các con suy nghĩ bắt đầu.
đã hết thời gian rồi. Chúng mình đã có câu trả lời của mình chưa? Đáp án chính xác cho câu hỏi này là đáp án số 3. Có 7 quả dâu tây tách thành 2 nhóm, một nhóm có 1 quả, nhóm còn lại là 6 quả đấy. Các con đến với câu hỏi số 2. Có 7 bông hoa cắm vào 2 lọ, một lọ có 2 bông, lọ còn lại là mấy bông? Đáp án số 1, 2 bông. Đáp án số 2, 5 bông. Đáp án số 3, 3 bông. Thời gian cho các con suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã kết thúc rồi. Đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án số 2, 5 bông. Có 7 bông hoa cắm vào 2 lọ, một lọ có 2 bông, lọ còn lại là 5 bông đấy. Cô xin mời các con đến với câu hỏi số 3. Có 7 lá tách thành 2 nhóm, một nhóm có 3 lá, nhóm còn lại là mấy lá? Đáp án số 1, 3 lá. Đáp án số 2, 4 lá. Đáp án số 3, 2 lá. Thời gian cho các con suy nghĩ bắt đầu. Đã kết thúc thời gian rồi. Đáp án cho câu hỏi này là đáp án số 2, 4 lá. Có 7 lá tách thành 2 nhóm, một nhóm là 3 và một nhóm là 4 lá đấy. Cô xin chúc mừng tất cả các con có câu trả lời chính xác. Xin mời các con đến với phần chơi tách gộp nâng cao. Có 7 quả cam, chúng mình giúp cô xếp 7 quả cam này ra 3 cái đĩa. Sau khi xếp xong, chúng mình sẽ đếm và viết thể số tương ứng với mỗi số cam ở mỗi số đĩa nhé. Con ơi, vậy là bài học tách một nhóm đối tượng có số lượng là 7 thành 2 phần theo nhiều cách khác nhau đã kết thúc rồi. Ở nhà, chúng mình học bài, nhớ nhờ bố mẹ quay video hoặc chụp ảnh gửi cho cô qua Zalo nhóm lớp nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi.